xe em đổ lá chuối gì vậy? Đổ lá chuối nha. Kìa. Đó, đang viết đổ lá chuối nè, xe ông đổi không có yên luôn. Kìa. Thôi đừng có quay. Xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay buổi xế xế chiều trời chuyển mưa thì có mấy em này quay mình nha anh em. Có ba đứa nè, thì qua hai chiếc cáp. Ủa, một chiếc cáp với một chiếc đề găng. Chiếc cáp nhìn cũng rất là xịn sò anh em. Đó, cáp một nho nha. Chiếc đề găng. Ấy mấy em ở đâu ạ? Ở Mỹ Tho đúng không? Châu Hành đẹp. Châu Hành gì dưỡng đêm hả? Châu Hành không chịu, Châu Hành dưỡng đêm. Ở Châu Hành được rồi. Ở đâu? Ở Châu Hành. Ở đâu ông nội? Ở trên mặt đất. Ba Đòn. Hiểu Ba Đòn nữa. Ba Đòn. Trước Ba Đòn. Thì có chiếc cáp này, chiếc cáp màu nho với chiếc này khá xịn anh em. Để em quay chiếc đề găng này cho anh em xem thử nha. Toi à, đề găng. Anh xem dán thêm cái. Xe này của ai hả? Của em. Xe của em bả màu đỏ vậy anh em. Đó. Màu đỏ khá xịn nữa. Xe của em này thì lấy cái độ dán đề găng. Còn cái yên của em đâu có tiêu, em gọi gì sao hứa chịu nổi. Yên hả? Ừ. Cấm lỏ mà để nhà biết. Để nhà đâu hả? Thì yên anh em. Ê, ngồi đây rồi lỡ nó dắp cho ổ gà có sao không ta? Đốt nhọt rồi nè. Để hai tính nó lộng thộng vậy. Bữa nữa mày. Làm như dâu với trong phòng. Thì cái yên nhìn tới một chuyện vậy. Đó chỉ có cái khung sắt thôi nha. Nhỏ nữa ha. Mà vô ổ gà cái không tới chỉ rồi luôn. Cảm đồng quần hoài kìa. Ghê hả? Chảy hết tụi quần hả? Cửa này đi. Cửa nó tím lắm. Tụi bo này cũng bo bao nhiêu watt đã? Nhìn bự vậy hả? Ba. Mua 3000W nha. Thì do chiếc ông này em bức từ lâu mẹ nha anh em. Chiếc không xài nữa. 3000W. Chạy 7 bình hả? 7 bình. Xe đi 7 bình nha anh em. Đó. Cái cáp này là cái gì nè? Đem gì nè? Quá dữ luôn. Biết đem ở đâu không? Đâu? Ở bên đó em lấy bà đó. Anh nghi rồi đó. Nè nhìn nghi rồi. Hú liếm của em hả? Anh trước thì đi ghi đông 2 khúc anh em. Tùy nha. Tùy hàng nè. Hàng nhận ốc anh em. Đó. Lệ lũi vẫn mừng ấy luôn. Ghi đông 2 khúc màu đen anh em. Đây có một tờ hắn kiển rồi các kiểu nè. Ốc sơ cha nè. Mâm này là mâm chữ Y hả? Mâm chữ Y. Ủa mâm này là bên xe đó đúng không ta? Không phải hả? Một hãng xuống nha. Anh tưởng đâu bên xe này. Nãy giờ anh nghe nãy giờ có cái tem bên xe này nè, có thấy có bông bên xe này đúng không vậy? Cái này bên xe nó không nè. À. Mua lại luôn. Mua lại. Bộ này làm lút. Cái này lút luôn. Này nè, lút luôn. Đó y gan luôn. Tem hả? Đó, lút luôn. Đó, hai ông này mới tắm biển vậy nha. Kề chiếc giáp luôn kìa. Vừa. Độ hai cái đèn là 4 nè anh em. Để cho em này quay test xe thử xin xương cho anh nghe thử tiếng động cơ chiếc này nha. QS 3000W luôn nha. QS 3000W đi với bò 3000 luôn. Văng không? Chết mẹ xuống chấm rồi. Rồi xuống chấm. Không hỗ trợ. Ba đập lại rồi nó dây điện luôn. Cái gì ông nội? Gì chia? Rồi nó dây điện vậy. Rồi ơi cái xe. Kệ xuống chấm kìa. Đập lại chứ. Lên. Ủa mẹ không dây sao bị chạy? Chưa bật CB. Ông nội ông bữa đi. Bụng gì hả ba? Rồi. Mẹ kia lẹ nặng. Không, em bụng nó không vậy đâu. Rồi. Hồi nãy trong lúc đang quay thì cát văng như họng nghe em. Mình lấy bụng ra vèo vèo em mới vô gì nha. Em giữ nè. Giữ á, khét á. Cái này mới đỉnh nè. Đâu cái nào đỉnh đâu? Đỉnh nè. Còn nào đỉnh nào? Ở cái vỏ cũng lưỡng không nội. Đây nè. Tới chỉ. Chạy vỏ này vỏ không ngược mà chạy tới chỉ cái này chạy. Đây nè. Trời ơi. Bữa cán cái đinh dài cái sắt dài khúc nè. Mới giá 10.000. Trời Phật ơi. Nhờ tới xe của ông ở đây nha anh em. Trừ điện ông nội ơi. Không dài không á. Nè. Tới xe bên đây thì mình thấy độ cũng khá nhiều điều kiện anh em. Chẳng hạn như có một cặp tay hắn
tán mokila nè, tán mokila gặp món tikila nha. Đây cầm domino. Cái đó nó đâu có số nào? Nãy gì á? Hả? Chết mà. Xe này kem lắm. Xe này thì được em này thì được sơn màu nho nha anh em. Màu của trái nho á. Nè. Màu nho á. Trái ba sơn màu nho luôn nè. Có ốc xe da các kiểu nè. Gắn khá nhổ xe da á. Của titan luôn. Phía dưới thì được đi bánh căm niền Mio nha anh em. Niền 14 inch nha. Để kiển nè. Heo em bộ một bạc. Màu bạc này là màu bạc của nhôm nè anh em. Bạc của nhôm nha. Đó, dây dòng màu nè. Ông xài dài các kiểu luôn à. Nó dữ. Mình thấy có hai ống sẵn sáng đây ta. Hai ống này em lấy đâu ra hả? Hả? Hai ống này nè. Hai ống nó lụm ngoài đường. Lụm hả? Mình thấy hàng hai ống sẵn sáng, nhìn thấy sẵn sáng đây nè. Đó. Có một cây trợ lực gì đây? Trợ lực gì Khang? CSC hả? Cái tên nằm đây anh em. CSC nha. Để test thử trợ lực nha. Cũng làm tạm anh em, để lái được. Đó. Phải giữ. Được đi 7 bình. Ê cái xe em sao nó ngã kìa? Đi chống, đi chống. Cái hạ phục á, cái chống. Ngã không? Được đi 7 bệnh em. Dây điện bự luôn nè. Cái này bằng mấy miếng inox nè. Em mới chế ra nè. Đó kẹp bên này dạng ốc lại. Ở đây cũng miếng cẳng inox nè. Inox hay sắt hả? Inox hả? Ủa inox hàng chính sắt hả là? Inox thì inox mà. À. Đây là cái miếng sắt này nè. Sắt đây nè. Hơi sắc đây nè. Tôi canh tôi quận mà. Nè, hay cái này có một cặp bột Aegis màu đen anh em. Đó. Y này chưa gọt nha. Chưa gọt mới lập lại mới thôi anh em. Bánh VS 5000W nè anh em. Dây khoa khá là bự luôn á. Anh em coi dòng dây khoa bự ngón tay mà. Đồ còn 3K với 5K biết liền vậy. Để ai thắng có bánh 3K đâu thử anh em coi luôn nè. Đây anh em coi cái này ngón tay mình nha. Đó bây giờ qua cái QS 3K nè. Đó nhìn nó khác biệt hết anh em. Trong cái bự hơn nhiều nha. Bên đây thì có độ được heo con bồ đỏ bát nhôm để kiển. Xem full nóc xe da chưa? Không biết nữa. Nhưng mà thấy cũng khá là nhiều anh em. Cũng có thể là full nó không lại. Gần full luôn á. Tại heo đẻ rồi nè. Phột rồi các kiểu nè anh em. Dàn mũ luôn nè. Nè. Nói chung là cũng gần 80% 90% mà. 80% nha. Có vài ba con ở trên này chưa anh em. Đó. Để em vô em này mở ra có yên đi IC về nha anh em. Đây. Mở mở chưa? Mở chưa? Đây sẵn mấy luôn. Kèo. Gecko. 750. Đâu? Từ từ đó có tiêu rồi. 750. Gecko 750 nè. Giá chống gửi nè. Gecko màu đỏ nha anh em, 750 nha. Đi với bánh QS. Có hai giá kiếp đây anh em. QS 5000W. Phải giữ luôn. Ai xe này em làm xuyên xương hết tầm cỡ bao nhiêu rồi ta? Không có tính. Không tính nè. Nhưng mà thấy kiểu cũng khá nhiều ha. Bên cầm đồ đĩa rồi kiển các kiểu anh em. Cái test bơi bánh như không được không? Không, phim chắc nổi không? Phim nổi giờ mình test thẳng với lộ luôn nha. Ấy em hỏi lỗi xe anh xác rồi lặn hồi nó lỡ té nó ủi xe anh rớt làm hai nữa sao? Không có thắng thiệt. Rồi ông nội không có thắng này ông nghe không có thắng không? Gắn cái tài dầu chơi á. Trời ơi trời, em để xe anh ở đây hồi là coi như cái xe anh xuống đây nữa là xong nữa, xong phim nữa. Trời ơi, chết luôn rồi. Trời lên nè. À thằng nào làm giờ bắt tao chịu chứ. Nè, không có đồ đuổi giỏi nữa rồi. Xét hả? Xét trên công đi. Công kỹ nó lên đi Khang. Dạ bây giờ tới màn test xe thử cho anh em coi luôn nè.
Đến không rồi này chứ ơi. Đến gặp đấy. Em này đến trước đi, ông này ống mồi mồi làm gì đây? Vừa vừa thôi. Nó giật á. Nó giật ngay chịu nổi nó rớt xuống. Từ từ lên anh, từ từ lên. Nó kêu từ từ. Rồi. Được rồi, được rồi. Rồi giờ tới đường lộ thử nha. Rồi tới đường lộ nè. Rồi. Rồi. Tốt lắm mày. Muốn làm gì đó làm thoải mái em. Ồ tuyệt vời đấy. Khủng đấy. Khủng đấy. Đấy ép đấy. Để em này ở trong đề cho anh em cỡ nha. Đề ngắn nha, đề đường dài dài ngoài luôn. Vô đây, nè. Cái bánh Duma 5000 mà cục bình nó muốn gất luôn á. Đây, anh đang cởi nha. Rồi, rồi tới ông này. Làm gì ông nội? Kìa. Làm gì ba? Lượt sao giờ? À thì giờ là em chơi chiêu đó hả? Em như anh nghĩ, nhưng anh nghĩ chiêu của em thất bại rồi. Chưa mày chơi. Chưa ba, chưa đếm mà chạy rồi ông nào nguyên. Mới đếm nửa số một đã chạy rồi. Anh ném được rồi. Anh ném được rồi. Được bắp động được. Được không có bắp động được rồi. Kiếc á. Kiếc á xem sao đời lại. Đây coi nè bắt đầu được không ta. Ở đây này nó trắng nữa nè. Bắt đầu luôn hả? Bắt đầu được mà. Thử coi, tới thử coi. Nó trắng rồi mà. Cái gì á? Này. Cái gì ba? Ghê hả? Ồ này ngon hơn nè. Này đề có lý hơn nè anh em. Để cho ông này em đề đi. Ông kia đề ngắn ngủng à. Ông này đề này có lý nè. Đó. Dị mới dữ á. Hết điện. Không động được. Thôi được. Nó. Ê hai. Tôi là đây hai là đè xuống cho không sáng hai khán. Để đây mày ngồi tao bắt đầu nè. Lên đây à? Ôi té đã. Quá rồi. Đi về chả con bạn nó theo rồi. Bạn nó ngồi lúc vào đây nè. Giờ nó chả lên luôn à. Bữa nữa. Để nó trắng không à. Biết không? Không. Nè bạn, từ từ thôi nha bạn. Tốt lắm. Bạn từ từ nha bạn. Gồng mà xe của em nó mới hết điện đi gồng. Ôm chắc vô. Em ôm chắc vô. Rồi rồi, quý rồi, gót rồi. Hả? Thôi, cái đồ này để xe không à, để đây được rồi. Để đây với đường ấy quá, trường. Thấy khá mạnh rồi lại. Quá, kéo nguyên là dạy ba nãy còn lên nữa á. Nãy còn lên nữa. Gì ông xuống? Còn được nữa mà. Rồi, chờ điện đi, thôi gì em nói. Con mời. Không, có thằng này kìa, không lo. Có gì xung đao mà, đúng đao mà. Xung đao kẹo hả? Sao mấy thứ này vậy không? Em tháo chưa bình nó luôn rồi. Mày về kỹ. Em tháo chưa bình nó luôn rồi. Hả? Từ để ấy cho nó đi. Ấy gì hả? Canh cho nó đệ đấy. Canh nó đệ nó bữa lúc nãy. Ghê á. Anh em mấy combo này hay khá là ok nha nè. Rồi ông kia làm gì e e chánh này kìa. Yếu sợ té. Sợ té nữa. Chờ, sợ nào. Ê, má nó mỏi nha. Gì dạ? Nóng cho miếng ấy á. Cháy một á. Gì nóng? Ủa, cháy bằng keo bóc gót kìa. Ê, em mở ra tao dao với hả? Khét nghẹt à. Như lỏng bằng keo gì. Trời ơi, nó dịu. Ừ, nó nóng kìa, nó dịu. Nè, con này nãy bóc gót, cháy bằng keo luôn. Nó dịu gì điện luôn nè. Nè, đây nè, gọi đây cộng rồi nè. Trời ơi, nóng kìa. Nghe một khét luôn á. Ngoài băng keo mà. Em đợi nghe bóc khói, bên này không nóng. Bên đây dây đôi mà.
đá trống thôi. Cái này giờ lên pin mới chơi mới giữ mấy chịu nổi. Pin nó sướng. Ừ. Sướng không? Nó sướng. Sướng nhưng mà nó cũng đau ví lắm. Sướng nhưng mà mày đề kỹ quá. Mà cũng đau ví. Đó lên nữa à. Chắc mình xin được kết thúc clip đây nha anh em. Mình thấy đề khá gắt anh em. Còn ông này chưa dân đề dân dột chip ra thì rồi. Xiên này sẽ lỏ để gì? Xiên này sẽ lỏ mà. Mày yếu để yếu. Bánh này đó mốt ngoài tiệm da chai được 20.000. Này yếu rồi. Phải không anh? Nghe đau lòng với ông nội. Nghe đau lòng không? Nghe đau lòng mà. Hồi đó em chạy cục năm trăm quát nó lấy xe này cho nó kèm. Ngoài đó mày chạy 500 chạy có 350 quát rồi. Ra hai thằng đề. Bữa. Đề mang nó mù đề hậu à. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em hãy hay với đăng ký kênh, like và chia sẻ với video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt tất cả anh em. Em gặp anh em những clip sau nha. Bye bye. Giờ mấy ông về.